Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Đăng Minh Quân, em học lớp 2A2 trường tiểu học Nguyễn Ngọc Hân. Đây là chuyện cổ tích cây khế. Đây là một trong những câu chuyện cổ tích mà em thích nhất. Câu chuyện kể về một gia đình có hai anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Người anh thì lười biếng chiếm hết của cải, người em làm lụng vất vả, gia tài chỉ có một cây khế. Một hôm, người em định hái khế, thấy một con chim to, rồi bảo: nhà ta chỉ có một cây khế thôi. Chim trả lời: ăn một quả trả một cục vàng, mai tới ba gang mang đi mà được. Người em mai tối hôm sau chim đến đưa đến hang để lấy vàng. Người em giàu có, người anh liền đổi tài sản cho người em để lấy cây khế. Người anh may từ rất to, con chim cũng đến ăn khế và trở đi lấy vàng. Người anh lấy rất nhiều vàng nên bị rơi xuống biển vì nặng quá. Chuyện khuyên chúng ta là không được lười biếng và tham lam, phải chăm làm và giúp đỡ mọi người. Nhân ngày sách Việt Nam, em mong chúng ta hãy đọc sách thường xuyên để mở rộng tri thức cho bản thân mình.